Thông tư 66 trên 2023 của Bộ Công an về quy trình đăng ký cư trú bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 với nhiều quy định mới. Trong đó, liên quan đến quy định về xác nhận thông tin cư trú, thông tư 66 quy định công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình, xác nhận thông tin về cư trú bằng hình thức yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký cư trú hoặc yêu cầu qua cổng dịch vụ công ứng dụng VNID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú và các thông tin về cư trú khác đang có trong cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, giấy xác nhận thông tin về cư trú có thời hạn sử dụng là một năm kể từ ngày cấp. Trường hợp thông tin về cư trú có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh. Trong khi đó, quy định cũ tại thông tư 55 trên 2021 trên TTBCA quy định xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Cũng theo thông tư 66 trên 2023, Bộ Công an đã bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, thường trú, tạm trú qua ứng dụng VNID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định. Bên cạnh việc nộp hồ sơ đăng ký cư trú trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công đang áp dụng. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thật từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc hoặc bản quét bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu. Khi đó, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao các giấy tờ đó. Về thời điểm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục về cư trú qua ứng dụng VNID được triển khai thực hiện khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật và do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trực tự xã hội quyết định.